Phân biệt 5 dạng chữ ký trong soạn thảo văn bản hành chính. Ở cuối mỗi văn bản, chúng ta thường thấy những ký tự viết tắt đặt trong ngoặc như thế này. Vậy thì ý nghĩa của những từ này là gì? Và tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Có 5 dạng chữ ký trong soạn thảo văn bản. Ký thay, được giao quyền cấp trưởng, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền, thay mặt. Đầu tiên về ký thay, áp dụng khi cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, là trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan tổ chức, được viết tắt là KT, vào trước chức vụ của người đứng đầu. Ví dụ KT, chủ tịch, bộ trưởng, phó chủ tịch, thứ trưởng. Thứ hai về được giao quyền cấp trưởng, áp dụng đối với cơ quan tổ chức làm việc đang khuyết vị trí cấp trưởng, ghi chữ viết tắt Q vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan tổ chức, ví dụ Q giám đốc, Q trưởng phòng. Tiếp theo là ký thừa lệnh. Người đứng đầu cơ quan tổ chức có thể giao người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan tổ chức ký thừa lệnh một số loại văn bản. Nó được viết tắt là TL, trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan tổ chức. Ví dụ TL bộ trưởng, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, TL chủ tịch, chánh văn phòng. Một cái nữa là ký thừa ủy quyền, dùng trong một số trường hợp đặc biệt. Người đứng đầu cơ quan tổ chức ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình để ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký. Khác với chữ ký thừa lệnh vừa mới nhắc lúc nãy, thì người mà được ký thừa ủy quyền này không được ủy quyền lại cho người khác ký. Các văn bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức là đóng dấu hoặc là ký số của cơ quan tổ chức ủy quyền, ghi tắt là TUQ, vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan tổ chức, ví dụ TUQ giám đốc, trưởng phòng tổ chức cán bộ. Và cuối cùng là dạng chữ ký thay mặt, áp dụng đối với các cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ tập thể. Người đứng đầu cơ quan tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan tổ chức. Cấp phó được ký thay người đứng đầu cơ quan tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, ghi tắt TM, vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan tổ chức. Ví dụ TM Hội đồng Nhân dân, TM Đoàn đại biểu Quốc hội.